Thưa quý vị, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 năm 2024, tại thành phố Kon Tum diễn ra hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên Kon Tum năm 2024 với sự tham gia của 110 doanh nghiệp và trên 250 gian hàng. Với quy mô ấn tượng, hội chợ thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm. Các đơn vị tham gia trưng bày gian hàng tại hội chợ đến từ nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cà Mau. Với hàng ngàn sản phẩm, gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, ô cốp, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông sản thực phẩm, ngành hàng dịch vụ. Mỗi gian hàng đều mang một sắc màu khác nhau với những sản phẩm đặc trưng vùng miền. Lần này, gian hàng tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu các đặc sản như kẹo thốt nốt, thịt bò khô, cá rim, dầu gội bồ kết thảo dược. Trong ngày đầu tiên, gian hàng đã có hơn 20 đơn hàng. Từ lúc khai mạc đến giờ là lượng khách vào mua sắm rất là đông và nhộn nhịp. Gian hàng của mình, công ty của mình cũng đã bán được rất là nhiều sản phẩm cho khách hàng rồi. Đây là cơ hội rất là tốt và được sự hỗ trợ của ban tổ chức hội chợ. Mong muốn là cái không chỉ một sản phẩm của bên mình mà tất cả những sản phẩm tham gia hội chợ lần này sẽ có cơ hội được tiếp cận đến khách hàng của Kon Tum. Đến với hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên Kon Tum năm 2024, các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chú trọng lựa chọn sản phẩm chất lượng và trình bày một cách ấn tượng nhất. Trong đó chủ yếu là sản phẩm sâm ngọc linh, sâm dây, cà phê, đông trùng hạ thảo, gạo, trái cây. Xác định đây là cơ hội để quảng bá xúc tiến thương mại, công ty cổ phần dược liệu sạch Kon Tum trưng bày hơn 20 sản phẩm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để cung ứng cho khách hàng. Đơn vị phấn khởi vì hiện kết nối được với một số nhà phân phối ở Ninh Bình. Mong muốn khi đến hội chợ đó là lan tỏa giá trị sản phẩm đến người tiêu dùng. Điều đặc biệt là đợt này thì có nhiều tỉnh thành đã về đến với Kon Tum, nào là có Bắc Giang, có Đà Lạt, có Hà Nam, Ninh Bình, rất nhiều những cái doanh nghiệp ở các tỉnh bạn về đây, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để cho doanh nghiệp mình có thể là giao lưu, học hỏi và lan tỏa sản phẩm của mình đến với các bạn, và ngược lại các bạn cũng đã cho mình thấy được những cái chất lượng mẫu mã sản phẩm mà mình cũng có thể là gì đem những sản phẩm của tỉnh bạn về để mà mình làm nhà phân phối. Hội chợ thu hút đông người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và mua sắm. Điều này khẳng định sức hút, sự uy tín và chất lượng của sản phẩm tại hội chợ. Hôm nay mình cũng đến với hội chợ công thương thì mình cũng thấy ở đây có rất nhiều sản phẩm, giống như là sản phẩm về dược liệu hoặc là trái cây. Hiện tại thì mình cũng đang cố gắng lựa chọn một số sản phẩm phù hợp để về dùng cho gia đình. Ngoài ra, người dân còn có cơ hội trải nghiệm gian hàng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các món ẩm thực truyền thống và sản phẩm nghề thủ công độc đáo. Tôi là người Lào, là ở tỉnh Champasak. Champasak. Và hôm nay là tôi lên hội chợ, rồi có thức ăn bán của Lào, có gà nướng, heo khô, bò khô, lâm sưởng, rồi có gỏi, có nhiều thứ của Lào, và khách hàng gà đông. Có vui nữa. Đến với hội chợ lần này thì mình có cảm nhận đến với tỉnh bạn Kon Tum thì có rất nhiều sản phẩm kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các nước bạn ở ngoài nước, rồi sản phẩm rất là đa dạng và phong phú. Hội chợ công thương khu vực Tây Nguyên Kon Tum năm 2024 là hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội cho các tỉnh thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, gắn kết giữa xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư với văn hóa và du lịch, giúp các nhà đầu tư gặp gỡ, học hỏi, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế thương mại, phát triển thị trường, đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân.